Cây này có cái hòn gốc, cây này có, mình thấy nó có hai thân nha, thân này và thân này nhưng mà chung cốt. Cây này có hòn gốc là 34, hòn gốc 34 nha. Cây cao đến đầu thân chính, cao đến đầu thân chính là 31, lên đến ngọn luôn là tầm 42. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 30. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1 triệu bao ship nha. 1 triệu bao ship. Chú Thanh Hải hỏi có túc nhỏ không cháu? Túc à? Dạ túc, cái cây cây túc, cây sợp nhỏ thì không có, mà có cây tầm trung á chú, có cây tầm trung. Lôi lôi cái cây trúc, cái cây túc vô, cây cây sợp ấy. Rồi mã số 734, 1 triệu bao ship cho cây cẩm thị này luôn nha. Cây này cũng có vô dây định hình rồi, làm theo kiểu form thiên nhiên nha cả nhà. Đó, còn về mình thích mình chỉnh sửa gì lại thì mình cứ thoải mái nha. 734, 1.000 ca bao ship. Có rồi. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Nếu mình xem offline lại còn thì ủng hộ nhà vườn luôn.